liệu gồm có 1 muỗng canh bột rau câu hoặc bột gelatin, 2/3 muỗng cà phê nước lá dứa hoặc phẩm màu xanh, 100g đậu xanh, 200g đường, 1 lon đậu đỏ, 1 hộp nước cốt dừa. Đầu tiên ta làm thạch màu xanh, quà ta 1 muỗng canh bột rau câu với 1 lít nước. Đun sôi và khuấy liên tục, sau đó cho vào 4 muỗng canh đường, đun 2-3 phút rồi tắt lửa. Cho 1/2 muỗng cà phê tinh chất lá dứa hoặc phẩm màu xanh vào hòa tan. Đổ ra khuôn để 1 tiếng cho nguội và đông lại, tốt nhất bạn nên cho vào tủ lạnh. Tiếp theo đãi sạch 100g đậu xanh và ngâm 30 phút cho nở, sau đó cho vào nồi nấu chín với 300ml nước. Khi đậu nhừ thì cho 4 muỗng canh đường và chút muối vào. Dùng vá hoặc dùng máy xay đánh nhuyễn. Đun thêm 10 phút ở lửa nhỏ cho lại đường rồi tắt bếp. Thêm chút vani cho thơm. Tiếp đến là đậu đỏ. Đổ 1 lon đậu đỏ 400g ra cái rây, xả lại nước lạnh vài lần. Đun 100g đường với 2 muỗng canh nước trắng cho đến khi đường tan. Đổ đậu đỏ vào đun liu riu lửa khoảng 15 phút cho đậu ngấm đường. Khi thạch cứng lại, lấy ra cắt sợi. Chúng ta chuẩn bị một cái cốc, cho đá vào, rồi cho lần lượt đậu đỏ, đậu xanh và thạch vào. Cuối cùng ta cho nước cốt dừa lên trên.